Like, share, subscribe. Có mình đóng góp ý kiến để team càng càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Loki. Thì tối hôm qua nhà bên mình bị mất điện nên mình không thể đọc truyện cho các bạn được. Mà bây giờ nếu mà các bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, những lúc mà mình có việc đi, những sự cố hay là những lúc mà mất điện thì các bạn có thể vào kết bạn Facebook với mình. Mình sẽ để link Facebook của mình ở dưới phần comment mà mình sẽ ghi ở đầu trang để các bạn có thể vào kết bạn với mình. Để có những lúc nào mình bận mà mình không thể đọc truyện được hay có những cái sự cố nó ngoài ý muốn khác mà mình không thể đọc truyện được cho các bạn thì mình sẽ thông báo với các bạn. Tiện cho các bạn việc theo dõi. Tập 10. Chương 177, cho em tình yêu an ổn nhất 9. Anh khẳng định không thể nào xông tới bảo vệ trên người cô mà Tần Dĩ Nam cách Tống Thanh Xuân gần nhất. Anh và Đường Noãn không giống nhau, anh hoàn toàn không có hứng thú muốn biết Tần Dĩ Nam muốn cứu ai, bởi vì nguy hiểm đang dâng lên, cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nếu như là Tống Thanh Xuân, đúng như anh mong muốn, nếu như là Đường Noãn. Tôi chỉ niệm nghĩ, cô không dám nghĩ tiếp. Cho nên anh gần như không có chút do dự và suy nghĩ, liền trực tiếp khống chế suy nghĩ của Tần Dĩ Nam, bảo vệ ở trên người Tống Thanh Xuân. Sau đó chậu hoa nặng nề rơi thẳng tắp xuống, đập vào đầu của Tần Dĩ Nam. Một trận đau đớn không cách nào nói rõ, động lây lên những người của Tô Chi Niệm, đau đến người khác có chút chao đảo, suýt nữa thì không đứng vững được. Ngay sau đó thì có chất lỏng sền sệt theo bên tai của anh chảy xuống, còn kèm theo giọng nói lo lắng của Tống Thanh Xuân truyền vào trong tai. Anh Dĩ Nam, anh Dĩ Nam. Tôi chỉ niệm giống như là bị điện giật, theo bản năng lui về trong thang máy. Anh nhìn xuyên qua cửa thang máy đang đóng, thấy Tống Thanh Xuân nhìn Tần Dĩ Nam, vẻ mặt phức tạp và đau đớn. Tôi chỉ niệm giống như là bị điện giật, theo bản năng nhắm hai mắt lại, trên đầu đau đớn và choáng váng, khiến cho anh có chút không chống đỡ nổi. Anh lung tung ấn một tầng lầu, sau đó liền suy yếu dựa vào vách tường thang máy. Anh biết mình cần phải đi bệnh viện cầm máu, anh lấy máy ra, muốn gọi điện thoại cho Trình Thanh. Nhưng ý thức có chút mơ hồ, điện thoại di động giơ lên trước mặt, mạnh mẽ chống đỡ ý thức nhìn một lúc lâu, mới nhìn rõ trên màn ảnh là cái tên người giấu trong ký ức. Sau đó điện thoại không người nào nghe, tự động cắt đứt. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tô Chí Niệm có chút hoảng hốt, anh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, rõ ràng nghe lầu dưới chuyển đến giọng nói của Tống Thanh Xuân. Đừng loạn, tôi nói cho cô biết, anh Dĩ Nam không có việc gì, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói, nếu như anh ấy có chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nghe giọng nói của cô, có một cái tát vang dội vang lên. Sau, chính là Tống Thanh Xuân lo lắng hỏi thăm nhân viên phục vụ nhà hàng. Xe cứu thương tới chưa? Sao lại chậm như vậy? Cho đến bây giờ máu vẫn không có ngừng. Anh Dĩ Nam sẽ không có chuyện gì chứ? Cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới. Làm việc các người cứu anh Dĩ Nam, tôi cũng muốn đi theo bệnh viện. Anh Dĩ Nam, anh phải cố gắng lên. Giọng nói phía sau của cô càng ngày càng nhỏ, nghĩ đến là ngồi trên xe cứu thương, rời đi. Tôi chỉ niệm hỗn độn của quá nhiều đau đớn, chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt hoàn mỹ của anh hiện lên nhàn nhạt nụ cười khổ. Anh đang hy vọng cái gì, thế nhưng nghĩ tới gọi điện thoại cho cô đầu tiên. Mặc dù anh biết Tần Dĩ Nam bởi vì anh mới cứu cô, nhưng mà đối với cô mà nói, chỉ cần biết rằng Tần Dĩ Nam cứu được mình, giờ phút này một lòng cô buộc ở bên người anh ta cũng là bình thường. Nhưng trong lòng vẫn là chuyển đến đau khổ. Đình Đình, em có biết không, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là như vậy. Phía sau em, lặng lẽ không một tiếng động chăm sóc em. Bởi vì không thể không yêu em, cho nên chỉ có thể cho em một tình yêu an ổn như vậy. Nụ cười nơi khóe môi Tô Chí Niệm ngày càng nhạt, đến cuối cùng giống như biến thành trong suốt. Ý thức của anh ngày càng mơ hồ, cuối cùng cũng lọt vào đáy cốc tối tăm nhất. Tô Chí Niệm tỉnh lại lần nữa, người đã ở trong bệnh viện. Chương 178, cho em tình yêu an ổn nhất 10. Tô Chí Niệm tỉnh lại lần nữa, người đã ở trong bệnh viện. Anh bị giọng nói của Tống Thanh Xuân đánh thức. Anh nhất định mày mau khỏe lại. Nhưng mở mắt ra, bên giường cũng không có một bóng người. Tôi chỉ niệm chợt liền từ trên giường ngồi dậy, bởi vì tốc độ quá nhanh, đụng đến vết thương ở trên đầu một trận choáng váng, suýt nữa thì lại bất tỉnh. Anh nhìn xung quanh, nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng. Là anh hôn mê xuất hiện ảo giác sao? Cái ý nghĩ này còn chưa có quên, tôi chỉ niệm lại nghe thấy giọng nói của Tống Thanh Xuân. Mau tỉnh lại. Mí tâm của Tô Chí Niệm khẽ nhíu một chút, sau đó lại nghe thấy một tiếng anh Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, ba chữ này khiến đầu óc của Tô Chí Niệm thanh tỉnh trong nháy mắt. Thật là trùng hợp, vậy mà có thể cùng nằm chung bệnh viện với Tần Dĩ Nam.
Tôi trị niệm nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 7 giờ, anh đã ngủ mê hơn 5 giờ, ở nơi này đã hơn 5 giờ, Tống Thanh Xuân vẫn luôn canh giữ bên người Tần Dĩ Nam sao? Tổng giám đốc Tô, ngay tỉnh rồi hả? Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Trình Thanh đi vào, cắt đứt suy nghĩ của tôi trị niệm. Ánh mắt tôi trị niệm nhạt nhạt nhìn Trình Thanh một cái, không lên tiếng, chỉ có một chút mệt mỏi dựa vào trên đầu giường. Tổng giám đốc Tô, cuối cùng ngày cũng tỉnh lại, trên đầu bị thương nghiêm trọng như vậy. Trình Thanh vừa lấy thuốc ở trên bàn, lấy chai nước biển treo trên đó, còn có gần nửa bình, sau đó mới nhấn chuông gọi trên vách tường. Cô thấy anh không có ý lên tiếng, nên không có hỏi nhiều nữa, nhưng đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Anh ở trong thang máy, bị người ta phát hiện, áo sơ mi của anh đột nhiên thành màu đỏ như máu. Cô lúc ấy đang suy nghĩ tất cả biện pháp để làm giảm đi tức giận của khách hàng. Kết quả, nhận được tin tức này, cái gì cũng không để ý, liền trực tiếp đưa anh tới bệnh viện. Khi đó hơi thở của anh suy yếu lợi hại, thậm chí cũng còn cho rằng anh sẽ không qua được. Bác sĩ nghe tiếng chuông kêu, rất nhanh tới phòng bệnh, kiểm tra cơ thể của tôi chi niệm một chút, cũng không đáng lo. Trình Thanh vẫn mở miệng nói. Tổng giám đốc Tô, mấy ngày nay, ngài vẫn nên ở bệnh viện quan sát một chút đi. Tôi chi niệm không có lên tiếng, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bên tai vẫn là đều giọng nói lo lắng của Tống Thanh Xuân nói với Thần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, anh có chịu ở đâu à? Anh có khỏe không? Anh có biết em không? Anh Dĩ Nam, anh có biết anh làm em sợ muốn chết hay không? Em đi mua cháo nhé, sau đó sẽ đưa tới, anh ăn chút gì nha. Tổng giám đốc Tô, Trình Thanh lại mở miệng, lời nói của cô còn chưa nói hết, đột nhiên tôi chi niệm lạnh lùng nói. Về nhà. Dạ. Trình Thanh sững sờ một chút, thử khuyên. Tổng giám đốc Tô, vết thương của ngài còn chưa thay thuốc đó, hơn nữa chuyện gì còn chưa có xong, dù ngài không nằm bệnh viện, tối nay tốt nhất... Đột nhiên tôi chi niệm giơ tay lên, nhổ cây kim trên mu bàn tay, không để ý máu chảy ra, vén chân lên đã đi xuống giường, đi ngang qua Trình Thanh, giọng nói của anh có chút lạnh lùng. Về nhà, đưa tôi về nhà. Thần Dĩ Nam tỉnh lại không bao lâu, biết được tin tức cha Tần và mẹ Tần chạy tới bệnh viện. Có người chăm sóc, Tần Dĩ Nam liền thúc giục Tống Thanh Xuân luôn túc trực bên mình một buổi chiều về nhà nghỉ ngơi. Mẹ Tần và cha Tần cung phụng phụ họa theo. Tống Thanh Xuân ở lúc 9 giờ cuối cùng cũng từ bệnh viện ra bên ngoài, cũng móc điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, thậm chí có nhiều cuộc gọi chưa nhận, trong đó có một là của tôi chi niệm gọi tới. Chương 179, cùng giường chung gối. Cô móc điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, thậm chí có nhiều cuộc gọi chưa nhận, trong đó có một là tôi chi niệm gọi tới. Thời gian như vậy không khác lúc Tần Dĩ Nam cứu cô khi cô ngất xỉu, khi đó tất cả tâm tư của cô đều đặt trên người của Tần Dĩ Nam, căn bản không chú ý đến điện thoại reo. Tôi chi niệm chưa từng gọi điện thoại tới cho cô, nhất là lần trước khi anh uống say, suýt nữa ngủ cùng cô. Ở giữa hai người vẫn luôn lạnh nhạt, càng không có liên kết. Đột nhiên anh gọi điện thoại cho cô, có chuyện gì quan trọng sao? Tống Thanh Xuân hơi đắn đo một lát, hay là gọi lại cho tôi chi niệm một cuộc, nhiều tiếng chuông vang lên. Cũng không có người nghe máy. Tống Thanh Xuân hơi nhíu mày, giơ điện thoại di động lên trước mặt. Lúc cúp điện thoại, nhìn lướt qua thời gian, phát hiện vậy mà đã hơn 9 giờ tối. Tìm Tống Thanh Xuân liền ngưng mấy giây, người đàn ông kia nói, nếu như cô không khiến anh nói lên điều kiện, anh sẽ khiến công ty Tống Thị hoàn toàn biến mất đấy. Nhất định là 7 giờ, cô phải đến nhà của tôi chi niệm. Bởi vì Tần Dĩ Nam, cô hoàn toàn quên mất thời gian, cũng không gọi điện thoại cho tôi chi niệm xin nghỉ. Hiện tại, anh lại không nhận điện thoại của cô. Tống Thanh Xuân càng nghĩ, càng kinh ngạc, cô vừa mong mỏi tối nay tôi chi niệm sẽ chưa về nhà, vội vội vã đến cửa bệnh viện, chặn một chiếc taxi. Tống Thanh Xuân đưa tiền xe, xuống xe. Ở trước cửa biệt thự, Tống Thanh Xuân đi tới, đi vào rồi nhìn lên tầng 2 của biệt thự, tối đen như mực, không có lấy một bóng đèn, trái tim lơ lửng của cô rốt cuộc cũng an tâm. Cũng may, tôi chi niệm còn chưa có về nhà. Tống Thanh Xuân đi như chạy đến cửa phòng, điền mật mã vào, kéo cánh cửa đi ra ngoài. Trước hết, vươn tay nhấn chốt mở bên trong, trong nháy mắt đèn của lầu 1, biệt thự bật sáng lên, chiếu sáng trưng cả căn phòng. Bên trong nhà có khí nóng, Tống Thanh Xuân cởi áo khoác, cúi người xuống, cầm lấy dép từ trong tủ, rồi mang vào. Cô đi qua cửa trước, dựa cửa vào ngăn đi tới. Còn chưa đi được 2 bước, nên nhìn thấy Tô Chi Niệm ngồi trên ghế salon. Cô sợ đến toàn thân khẽ run rẩy, cả người đứng một chỗ, không nhúc nhích. Tô Chi Niệm đang ở nhà, nhưng mà sao anh lại không bật đèn? Chẳng lẽ anh cố ý như vậy để chờ cô trở lại tính sổ cùng cô? Tim Tống Thanh Xuân đập nhanh hơn, nhìn cũng không dám nhìn Tô Chi Niệm, chỉ là cúi đầu không nhúc nhích đứng im. Đợi một lúc lâu không thấy Tô Chi Niệm nói chuyện, anh im lặng không một tiếng động như vậy khiến cô lạnh cả người.
theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mở miệng nhận lỗi. Anh Thụ, thật xin lỗi, tôi về trễ. Đáp lại cô chỉ là một sự yên tĩnh. Trong lòng Tống Thanh Xuân càng cảm thấy áp lực hơn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, mở miệng nói thêm lần nữa, có chút run rẩy. Tôi đảm bảo đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh Tô, lần này tôi thật sự biết mình sai rồi, không phải là tôi cố ý trở về muộn. Tống Thanh Xuân liên tiếp nói mấy câu, cũng không được Tô Chi Niệm đáp lại. Cô không nhịn được lặng lẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Tô Chi Niệm, lại phát hiện cả người anh ngồi trên ghế salon, đầu ngả bên vai. Anh ngủ thiếp đi sao? Anh Tô. Tống Thanh Xuân cắn cắn môi dưới, kêu tên Tô Chi Niệm hai tiếng, nhìn anh vẫn không có phản ứng, liền lấy dũng khí, thận trọng đi đến. Chương 182, cùng giường chung gối 2. Anh Tô. Tống Thanh Xuân đứng trước người của Tô Chi Niệm, trước tiên gọi tên của anh, nhìn anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền vươn cổ ra, nhìn mặt của anh, lúc này mới phát hiện lông mày xinh đẹp của anh đang nhíu chặt, xem ra hết sức khổ sở, sắc môi gần như trắng bệch, không có một chút máu, gương mặt trắng nõn của anh bất ngờ lại ửng đỏ. Bên trong phòng rất yên tĩnh, hô hấp của anh dồn dập, mỗi lần thở cũng nặng nề giống như ngàn cân, làm cho người ta cảm giác hô hấp cũng rất khó khăn. Tống Thanh Xuân nhăn mày, vươn tay nhẹ nhàng sờ vào trán của Tô Chi Niệm, sau đó cô liền rụt trở về. Tại sao anh lại nóng như vậy, giống như nước sôi vậy? Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân vội vàng vươn tay lấy bả vai của Tô Chi Niệm, miệng gọi to hơn, bởi vì lo lắng cũng vì trực tiếp thốt lên tên của anh. Những người đàn ông vẫn trong trạng thái hôn mê, bởi vì cô lay động cái áo khoác tây trang không được anh gài nút mở ra, cô nhìn thấy áo tây trang màu trắng của anh mặc bên trong bất ngờ hiện đầy vết máu. Tống Thanh Xuân chấn kinh một chút, có chút kính sợ cởi áo của anh, nhìn thấy trên người của anh không có thương tích, liền lật người của anh tìm những chỗ khác, phát hiện phía bên phải đầu của anh dán băng, băng gạc trắng đã bị thấm máu, còn có máu đỏ tươi dính vào trên ghế sofa. Tại sao đầu anh lại bị thương, hơn nữa cũng giống như anh Dĩ Nam, xem ra đều rất nghiêm trọng. Anh còn sốt cao như vậy, có thể nguy hiểm đến tính mạng không? Tống Thanh Xuân nhớ đến trước khi đi tím thôn đã nói với cô, Tô Chi Niệm có một thầy thuốc gia đình, có tình huống gì khẩn cấp có thể liên lạc với ông ta. Vì vậy, để vội vàng lấy điện thoại của anh từ trong túi ra, tìm một lúc lâu mới tìm được cái tim bác sĩ Hạ, vội vàng gọi cho ông ấy. Cúp điện thoại, Tống Thanh Xuân dốc hết sức lực đưa anh vào trong thang máy, lên lầu 2, sau đó cật lực đặt anh nằm trên giường. Cô cởi đồ dính máu của anh ra, sau đó cầm một lấy cái khăn lông nóng, lau sạch vết máu trên người của anh, cầm lấy một chiếc mềm dày chùm lên người của anh. Vừa mới hết bận còn chưa đến 5 phút, Tống Thanh Xuân đã nghe lầu dưới chuyển đến tiếng xe. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ là từ cửa biệt thự chuyển tới, cô lại vội vã chạy xuống đi mở cửa. Bác sĩ Hạ gần 60 tuổi, tóc bạc nhiều nhưng bước đi nhanh như bay. Ở trong điện thoại, ông hỏi rất nhiều về tình huống của Tô Chi Niệm, cho nên khi nhìn thấy ông mang theo nhiều đồ, Tống Thanh Xuân giúp ông cầm hộ lên lầu 2. Bác sĩ Hạ kiểm tra cho Tô Chi Niệm khoảng nửa tiếng mới tháo khẩu trang xuống. Bác sĩ Hạ, tình huống của anh ấy như thế nào? Tống Thanh Xuân vẫn canh giữ ở cửa phòng ngủ, từ trên ghế salon đứng lên hỏi. Miệng của vết thương không sâu, không có lan rộng, tôi băng bó cho cậu ấy rồi, nhưng mà vết thương chưa hoàn toàn khép lại, có thể sẽ vẫn xuất hiện tình trạng chảy máu, nhưng không có gì đáng ngại đâu. Cậu ta sốt nghiêm trọng như thế, để tránh bệnh trạng nặng thêm, tôi phải truyền dịch cho cậu ta. Bác sĩ Hạ vừa nói, vừa lấy rất nhiều nước thuốc từ trong hộp, bắt đầu hòa vào, sau đó tiêm cho anh. Chương 183, cùng giường chung gối 3. Bác sĩ Hạ cầm băng keo cá nhân cố định kim tiêm, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Có lẽ nhìn sắc mặt của cô tái nhợt nên cho rằng đáy lòng cô lo lắng, vì vậy an ủi đôi câu. Tiểu nhỏ đầu, cô không phải lo lắng, tôi tới đây, cậu ta sẽ không sao đâu. Thật ra thì cô cũng không phải lo lắng, mà bị tình huống kia hồ sợ, gọi anh nhưng anh vẫn bất tỉnh, còn sốt nghiêm trọng như vậy. Tống Thanh Xuân nhìn bác sĩ Hạ nói như vậy, rốt cuộc trong lòng đang thấp thỏm cũng dịu xuống, nhìn bác sĩ Hạ nâng môi, ý bảo bác sĩ Hạ ngồi. Ngồi xuống rót nước cho ông ta. Tô Chi Niệm chuyển dịch hai bình, ít nhất phải gần 3 tiếng. Bác sĩ Hạ lớn tuổi, giữ hơn 1 giờ, dần dần có chút chống đỡ không nổi, tựa vào trên ghế salon bắt đầu lim dim. Tống Thanh Xuân không học qua y, nhưng trước ở trong bệnh viện chăm sóc Tống Mạnh Hoa, học rút ống như thế nào thông qua y tá. Cô sợ bác sĩ Hạ sẽ bị lạnh nên mở miệng nói. Bác sĩ Hạ, tôi đi dọn phòng khách một chút, ông đi nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi là được rồi. Cô sẽ chuyển sao? Bác sĩ Hạ hỏi ngược lại một câu, thấy Tống Thanh Xuân gật đầu, sau đó liền duỗi lưng một cái, đi tới trước giường, xem mạch của Tô Chi Niệm, nói. Cô trông chừng đi, tôi đi về, lớn tuổi rồi,
xem giường, đổi nơi nghỉ ngơi cũng không được. Trước mắt tình huống đã rất ổn định, đại khái nửa đêm là có thể hạ sốt. Bác sĩ Hà nói xong, cầm vài lọ thuốc đặt trước mặt Tống Thanh Xuân, chia ra giao cho cô một cái, sau đó còn nói: những thuốc này, một ngày ba bữa, cần phải theo dõi cậu ấy uống như thế nào, ít nhất phải uống 7 ngày. Tối mai, tôi sẽ tới chuyển nước biển, đổi thuốc. Cảm ơn ông bác sĩ Hà. Tống Thanh Xuân đưa bác sĩ Hà ra cửa, nhìn ông lên xe, lại nói một câu: ông lái xe chậm một chút. Cô mau lên đi, người trên lầu vẫn cần cô đó. Bác sĩ Hạ chỉ lên lầu 2, liền chạy xe đi. Tống Thanh Xuân đợi lái xe ra khỏi vườn mới lên lầu. Tivi trong phòng ngủ còn mở, đang phát quảng cáo, bộ phim truyền hình cô xem lúc này đã hết. Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế salon, cầm hộp điều khiển tivi chuyển kênh, cũng không thấy kênh nào hay, liền tắt tivi. Khi còn bác sĩ Hạ, thỉnh thoảng cô cũng trò chuyện đôi câu, hiện tại ông đi rồi, tivi cũng hết, trong phòng có chút vắng lạnh. Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế salon sừng sốt trong chốc lát, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Chi Niệm. Người đàn ông vẫn còn ngủ mê man, bình nước biển thứ nhất sát hết xong. Tống Thanh Xuân đứng dậy, đi tới bên giường, chờ một chút, đổi một bình khác. Lúc này đã sắp 11 giờ, Tống Thanh Xuân cũng đã mệt, cô sợ mình sẽ ngủ, liền dứt khoát đứng ở bên giường coi chừng. Bên trong phòng rất an tĩnh, Tống Thanh Xuân cũng có thể nghe thấy tiếng chất lỏng trong ống truyền dịch nhỏ xuống. Cô nhìn chằm chằm vô bình nước biển một hồi, tầm mắt liền rơi xuống giường, sau đó từ từ nhìn lên trên đệm, rời đến bên mặt của Tô Chi Niệm. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ bị thương của anh. Sắc mặt của anh tái nhợt, gương mặt tuyệt đẹp không có một chút tức giận nào, dung nhan như tranh vẽ, lúc này xem ra càng giống như một tác phẩm nghệ thuật, không có linh hồn. Chương 184, cùng giường chung gối 4. Có lẽ bởi vì không quá thoải mái, trong miệng của anh thỉnh thoảng phát ra một vài từ thầm khó chịu, chán nhăn lại rất sâu, gương mặt mệt mỏi làm cho người ta cảm thấy thật yếu đuối. Nhưng mà, mặc dù như thế, anh vẫn có thể mang cho người ta cảm giác rung động lòng người như cũ, làm say lòng người. Từ nhỏ Tống Thanh Xuân lại là mỹ nhân, tướng mạo của Tống Thừa cùng Tần Sĩ Nam đều là người có tài năng và tướng mạo, cho nên nhất định anh sẽ bị người ta soi mói về tướng mạo của mình. Ban đầu khi học cấp 2, Tô Chi Niệm chuyển trường, đoạt đi danh tiếng của Tần Sĩ Nam cùng Tống Thừa. Cô cực kỳ khó chịu, vẫn luôn không phục, cảm thấy Tần Sĩ Nam mới là người đẹp trai nhất trên thế gian này. Nhưng đợi đến khi cô thật gặp mặt được anh, đáy lòng phải thừa nhận diện mạo của anh đúng là thế gian khó gặp. Cho dù về sau cô mới 18 tuổi, bị anh cướp đi trong sạch, đáy lòng của cô vô cùng hận anh. Nhưng mà khi người khác nói về việc người nào cũng dáng dấp xinh đẹp bao nhiêu, trong lòng cô vẫn không nhịn được bình luận một câu, cũng không bằng cô đã từng gặp người đẹp trai như anh. Tô Chi Niệm bệnh nặng, không có cảm giác xa cách ngàn dặm như ngày thường, cũng có vẻ thân thiết hơn mấy phần. Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc mình suy nghĩ lung tung bao lâu, cũng bất chợt nghe được tiếng nói mê sảng bên cạnh mình. Là Tô Chi Niệm đang nói, giọng nói quá nhỏ, cô không nghe rõ anh đang nói những gì. Nhưng mà cô lại ý thức được vừa mới rồi mình suy nghĩ những thứ gì, thật sự kỳ quái. Anh đang tìm người phụ nữ nào liên quan gì đến cô, dù sao cô với anh ở cùng một chỗ cũng sẽ không đi cùng với anh. Tống Thanh Xuân dùng sức lắc đầu một cái, vứt bỏ ý tưởng mình vừa nghĩ, sau đó nên quay đầu nhìn về phía bình nước biển đã nhỏ được hơn nửa bình. Tống Thanh Xuân đi tới đi lui ở bên giường khoảng 20 phút, rốt cuộc đã đến đáy bình. Cô quỳ gối bên giường, theo biện pháp y tá dạy, lấy gối kê tay của anh, sau đó cầm bông băng đặt ngay lên mu bàn tay của Tô Chi Niệm, dừng lại một lát chờ máu ngừng, lấy một miếng băng trên tủ đầu giường dán lên. Trước khi rời đi, bác sĩ Hạ có nói qua, nếu như 3 giờ sáng vẫn còn chưa hạ sốt thì tiếp tục gọi điện thoại cho ông. Cho nên Tống Thanh Xuân vươn tay sờ sờ trán Tô Chi Niệm, còn sốt hơi cao, cô liền chỉnh giờ báo thức, kéo ghế đầu ngồi ở bên giường, chuẩn bị gục xuống bên cạnh giường chờ đến khi anh giảm sốt mới trở về phòng ngủ. Bởi vì không thoải mái, Tống Thanh Xuân vẫn không ngủ được, trong mơ mơ màng màng nghe Tô Chi Niệm thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó, sau đó trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, tiến bên lỗ tai anh cẩn thận phán đoán đôi câu, mới mơ hồ nghe được anh nói nước. Vì vậy nên vội vàng đứng lên đi đến bàn cầm ly nước, sau đó đút cho anh một ít nước. Chương 185, cùng giường chung gối. Sau khi mớm nước xong, Tống Thanh Xuân đẩy ly ở lên đầu giường, đỡ nửa người mới nhòm dậy của Tô Chi Niệm nằm xuống. Lúc cô khom người đắp chăn cho anh, cổ tay lại bị anh đột nhiên nắm lấy, toàn thân Tống Thanh Xuân cứng đờ. Một giây tiếp theo, cả người đã bị anh túm lấy ngã lên giường, sau đó bị anh ôm chặt vào trong lồng ngực. Hơi thở của anh trong nháy mắt bao phủ trụ lấy cô, làm thức tỉnh khủng hoảng ở đáy lòng cô, khiến cô nhớ lại cảnh tượng mình bị anh mạnh mẽ chiếm lấy. Cô theo bản năng dễ dụa muốn thoát khỏi lồng ngực của anh.
anh bệnh nặng yếu và vô lực, cô dễ dàng tránh thoát. Cô vừa định nhanh chóng xuống giường nên nghe được tiếng nói yếu ớt và trầm thấp. Em có thể ôm anh một cái không? Bởi vì sốt cao, giọng nói của anh có chút khàn khàn, giọng điệu cực kỳ mềm mại, còn mang theo một chút khẩn cầu, làm cho Tống Thanh Xuân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt của anh. Sau đó, cả người cô giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích. Nháy mắt trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh nhắm chặt, hiện đầy bi thương và đau xót, đôi môi tái nhợt khô khốc vẫn còn đóng đóng mờ mờ, thì thào không ngừng. Ôm anh một cái, ôm một cái là tốt rồi. Ở trong mộng vô số lần anh nhìn thấy em, nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng ôm anh, cho nên lần này ôm anh một cái được không? Chỉ ôm một cái, chỗ nào cũng sẽ tốt lên, một lần này thôi, một lần này thôi. Giọng nói của anh vô cùng đau thương, làm cho Tống Thanh Xuân như bị sét đánh trúng. Cô cảm thấy ngực trái của mình giống như bị cái gì đó bóp chặt đến đau đến nỗi cô gần như không thể thở được. Đây là lần thứ hai anh làm cho cô cảm giác đau lòng. Lần đầu tiên là nửa tháng trước, đêm khuya cô từ trong ác mộng thức tỉnh, anh nhìn vào mắt cô nói với cô rằng về sau anh sẽ không chạm vào cô nữa. Trong ấn tượng của cô, Tô Chi lại luôn là người cao ngạo lạnh lùng, tính tình lạnh nhạt, nói chuyện hà khắc, lạnh bạc vô tình. Thậm chí một dạo cô còn cảm thấy anh có lẽ là người vô tình vô nghĩa. Bởi vì viết nhau trong khoảng thời gian dài rồi chia xa, hình như cô chỉ cảm thấy anh cười duy nhất có một lần. Nhưng cô không ngờ sẽ có một ngày từ trên người của anh cô nhìn thấy bi thương nồng đậm, nghe thấy hèn mọn cầu xin như thế. Lúc này cô mới phát giác ra hình như mình hiểu anh rất ít, ít đến đáng thương. Trong lúc Tống Thanh Xuân sững sờ, Tô Chi Niệm đã đưa tay ôm lấy cô, trong miệng còn đang nhẹ nhàng nỉ non không ngừng. Giọng nói rất nhỏ nhưng trong đêm an tĩnh, từng câu từng chữ đều truyền hết vào trong tay Tống Thanh Xuân. Em đừng sợ, tôi chỉ muốn ôm em một cái. Em ôm tôi một cái, ôm tôi một cái, được không? Toàn thân Tống Thanh Xuân run lên, cô cảm giác lòng mình đã căng lên đau nứt. Rõ ràng người đàn ông này đã từng làm chuyện tàn nhẫn với mình như vậy, thậm chí cô biết anh phát sốt đang nói mê sảng. Người trong mình anh không phải là cô, nhưng vào giờ phút này cô lại giống như bị quỷ ám. Lời nói bi thương của anh làm cho người ta muốn khóc. Chậm rãi giơ tay lên, hơi thở và thân nhiệt của anh làm cho đáy lòng cô cảm thấy có chút sợ hãi và lo lắng. Nhưng cô vẫn chậm rãi để tay lên eo của anh, sau đó ngón tay run run ôm lấy anh. Cô cảm nhận thấy cơ thể anh cứng đờ, sau đó chợt gia tăng lực bạo, liền liều mạng dùng sức ôm cô vào trong ngực của mình. Chương 186, cùng chung giường chung gối. Cô cảm thấy thân thể của anh cứng đờ, sau đó chợt gia tăng lực đạo, liều mạng dùng sức ôm cô vào trong ngực của mình. Anh ôm cô có chút đau, cô muốn hơi tránh xa một chút, nhưng còn chưa dịch xa anh đã cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của cô, cười khẽ một tiếng, sau đó dùng đầu cọ sát đầu cô, lại khẽ cười giống như gặp được chuyện rất vui vẻ. Động tác muốn tránh xa của Tống Thanh Xuân chợt dừng lại, cô dừng vài giây mới nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Đầu anh tựa vào bên vai cô, lông mi dài rũ xuống, mặt mày giãn ra, khóe môi tái nhợt không có tí huyết sắc nào, bởi vì mép cười lộ ra hàm răng trắng nõn tỉnh tề. Anh cười như vậy trông như ánh sáng mặt trời giữa ngày hè, cực kỳ sáng lạng và rực rỡ. Anh như vậy và anh trong ngày thường tưởng như là hai người khác nhau. Toàn thân trên dưới của anh đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và bình dị gần gũi, không giống như trước đây. Rõ ràng đang trước mặt nhưng lại cảm thấy khoảng cách quá xa không thể chạm đến. Tống Thanh Xuân nhất thời nhìn ngẩn người. Đúng là anh đang cười, khóe môi từ từ dừng lại. Thật muốn có thể ôm em cả đời như thế này. Nhưng tôi biết em không muốn, thậm chí trong lòng em hận tôi, hận không thể cách xa tôi thật xa, đúng không? Tôi tìm em nhiều năm như vậy, tại sao em không nhớ tôi chứ? Vẻ mặt của anh trong giây phút này giống như bị bao phủ một tầng sương mù, trở nên có chút hoảng hốt. Anh thu lại cánh tay ôm lấy cô, không nói chuyện nữa, chỉ là không một tiếng động siết chặt lấy cô. Cái ôm này giống như đêm đó anh nói với cô, tôi sẽ không gặp mặt cô nữa. Cái ánh mắt kia vẫn nhìn về phía cô, làm cho cô có chút hốt hoảng không nói lên lời. Tống Thanh Xuân căn bản không nghe rõ rốt cuộc anh đang nói cái gì. Cô nhìn anh nhắm hai mắt lại, vẻ mặt có chút mơ màng. Cô liền nghĩ có thể bởi vì anh phát sốt nên nói nhảm, nhưng từ vẻ mặt và từng câu nói của anh, cô cảm thấy dường như anh đang nói cho chính mình nghe. Thế nhưng anh lại nói cô quên anh, tại sao lại không giống như anh đang nói với mình. Bên trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Không biết đã qua bao lâu, lại dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Bất quá không sao, có thể ôm em một lần như vậy cũng đã đủ rồi.
Nói xong, anh liền chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm Tống Thanh Sơn ra, sau đó duỗi tay nắm lấy cánh tay cô đang ôm eo mình, dịch ra từ từ. Anh rất muốn có thể ôm cô như vậy, ôm thật lâu, nhưng cho dù anh bệnh nặng ý thức mơ hồ, anh cũng không dám ôm cô quá lâu. Anh thả lại tay cô lên cạnh cô, cả người sẽ dịch về bên khác của ga giường, kéo ra một khoảng cách nhất định với cô, sau đó mới nói mở miệng. Cảm ơn em. Khóe môi của anh mở ra một đường cong rất mềm mại, cười rất thật tâm, cái ôm ngắn ngủi vừa rồi giống như anh lấy được toàn thế giới, vô cùng thỏa mãn, vô cùng vừa lòng. Nụ cười vui vẻ của anh xem ra thật giống như phát ra từ nội tâm, nhưng không biết vì sao, Tống Thanh Xuân lại cảm thấy đằng sau nụ cười của anh cất giấu thương cảm vô tận, làm cho lòng cô đau buốt theo. Cô rõ ràng ghét nhưng cũng sợ anh đến gần, nhưng anh cũng buông lòng cô ra, cô lên quanh người bỏ chạy cách xa vòng ngực của anh. Vậy mà vừa rồi, cô như bị ma xui quỷ khiến, nằm trong lòng của anh như vậy. Chương 187, cùng giường chung gối. Anh kìm nén run lên, sau đó im lặng nằm lại chỗ cũ, không có phản ứng gì. Tống Thanh Xuân khẩn trương ngừng hô hấp, cô cảm nhận được nhịp tim của mình giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Một lúc sau, Tô Chi Niệm vươn tay ôm lấy cô. Anh dùng lực rất mạnh, có thể bẻ gãy lưng cô. Bởi vì đau đớn, Tống Thanh Xuân nhíu mày, nhưng không có tránh né. Sau đó cô nghe thấy anh cúi đầu bên tai của cô, lẩm bẩm mấy tiếng. Đinh đinh, đinh đinh. Mỗi thanh âm, anh dùng giọng điệu không giống nhau. Có đau thương, cũng có yêu thương, còn có bất đắc dĩ. Đình Đình là ai? Là người trong lòng của anh sao? Vậy mới nói vừa rồi, nói cho Đình Đình nghe hay sao? Trước kia cô vô ý lén nhìn nhật ký của anh, trên đó viết một câu: Tam sinh hữu hạnh gặp được em, sinh thời thú được em. Câu này là viết cho cô gái tên Đình Đình kia sao? Đình Đình là ai? Là người trong lòng của anh. Vậy lời nói kia là cho Đình Đình nghe. Đêm khuya thật là tĩnh lặng. Tống Thanh Xuân cảm giác được Tô Chi Niệm đã giảm sốt, từ nhỏ đến bây giờ, lần đầu tiên cô cùng giường chung gối với một người đàn ông. Cô không thể nào ngủ được, nhắm mắt lại, trong lòng rất loạn, cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Cô nằm trong lòng anh nhưng thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc. Thời gian trôi qua, ý thức của cô cũng bắt đầu tan rã, mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng mới ngủ được một lát, chuông báo thức điện thoại reo lên. Cô mơ màng mở to mắt, đóng chuông báo thức, sau đó sờ trán của Tô Chi Niệm. Cơn sốt đã muốn lùi đi, bởi vì rất mệt, cô cũng không nghĩ nhiều, lại lặng nề ngủ. Đêm khuya mộng dài, tháng năm tĩnh lặng. Sáng sớm, ánh sáng đầu tiên của những ngày đông chiếu thấu qua xương cửa sổ, chiếu vào mặt của Tô Chi Niệm. Theo quán tính, anh liền mở mắt ra. Anh cảm thấy được mình mơ một giấc mộng dài, là một giấc mộng đẹp, trong mộng có người mà anh yêu nhất. Tô Chi Niệm nhìn trần nhà trắng tuyết, hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mộng, thân thể run lên muốn rời giường, sau đó liền phát hiện có chuyện khác thường. Tống Thanh Xuân gối lên vai của anh, tay để lên lồng ngực của anh, còn anh một tay để cho cô gối, còn tay kia ôm hôn cô. Tư thế thật là thân mật, làm cho Tô Chi Niệm run một hồi mới phục hồi lại tinh thần. Anh nhíu mày, sau đó nhớ lại chuyện 5 giờ chiều hôm qua. Anh không cho thư ký chiếu cố, một mình về nhà. Trên đường về nhà, anh cảm thấy không thoải mái, cố gắng vào phòng nên thả mình nằm trên ghế sofa. Anh rất đau đầu, tim đập rất nhanh, lại cứng rắn không để cho mình nghỉ ngơi. Anh đợi, đợi đến bây giờ, đợi rất lâu, cũng chưa thấy cô quay về. Đợi cho đến chính mình không thể nào chống đỡ được, lâm vào hôn mê. Nhưng hiện tại, anh đang ngủ trong phòng của mình, nhìn thấy trên bàn trà có mấy bình thuốc. Trên tay có dán băng keo cá nhân, phía dưới có dấu kim đang khép lại. Hóa ra, toàn bộ chuyện tối qua đã không phải là mộng. Tôi chỉ niệm không rời giường, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, ánh mắt cực kỳ sâu sắc, giống như muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp vào trong mắt, vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng. Chương 188, cùng giường, chung gối 8. Nhìn một lúc, Tô Chi Niệm ngủ thiếp đi. Tối qua ngủ quá muộn, khi Tống Thanh Xuân tỉnh lại cũng đã 11 giờ. Lúc đầu, ánh mắt Tống Thanh Xuân có chút không thích ứng. Cô chuẩn bị xoa cái lưng mỏi, nên nhớ tới ngày hôm qua mình cùng Tô Chi Niệm ngủ cùng nhau. Ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Chi Niệm gần ngay trước mắt. Sắc mặt của anh có vẻ tốt hơn so với tối qua, tuy vẫn có chút tái nhợt, nhưng không có vẻ dọa người. Anh từ bất tỉnh thành ngủ say, hít thở dài và đều, khóe môi nở một nụ cười như có như không. Số lần cô cùng Tô Chi Niệm gần gũi không nhiều, trong ấn tượng của cô hình như chỉ có 3 lần. 2 lần trước là do anh uống say, khi đó cô hoảng hốt không biết nên làm như thế nào, không dám nhìn anh, đừng nói chi là cẩn thận quan sát anh. Ngày lúc này, anh đang ngủ, cô có thể nhìn kỹ anh hơn, cho dù quan sát rất gần, ngũ quan của anh vẫn không có thay đổi, không tỉ vết nào, làn da tốt không thấy lỗ chân lông. Tối qua Tống Thanh Xuân đã nhất thời lo lòng, xúc động mới làm chuyện như vậy. Hiện tại cô đã tỉnh ngủ, lý trí cũng đã quay lại hoàn toàn, cho dù tối hôm qua hai người cũng chưa làm gì, nhưng đã ngủ cùng nhau.
cô không biết đối mặt với Tô Chi Niệm như thế nào. Huống chi những ngày này quan hệ của cô với anh có bộ lạnh nhạt. Tống Thanh Sơn do dự một hồi, quyết định thử dịp anh ngồi say, lặng lẽ rời đi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Tống Thanh Sơn nghĩ đến đây, nhẹ nhàng lấy cánh tay của Tô Chi Niệm đặt ở trên bụng của mình, sau đó bỏ xuống giường, cầm đôi dép lê, rón rén ra khỏi phòng ngủ của anh, trở lại phòng ngủ. Trước hết Tống Thanh Xuân phải đi tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra, cô mới phát hiện điện thoại của mình để quên trong phòng ngủ của Tô Chi Niệm. Sấy Tô khóc. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Tô Chi Niệm, thò đầu vào quan sát. Không nghĩ tới, Tô Chi Niệm đã dậy, vẻ mặt bình thản tựa đầu bên giường, đang say sưa nhìn bức tranh đối diện. Tống Thanh Xuân đành phải kiên trì gọi Tô Chi Niệm. Tô tiên sinh, ngài đã tỉnh. Tô Chi Niệm gật đầu, không lên tiếng. Em bảo kê điện thoại trong phòng ngủ của anh. Tống Thanh Xuân vừa nói, vừa chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm ở bên gối của Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm không có phản ứng gì, tầm mắt đã nhìn chằm chằm cô, không một tiếng chất vấn cô. Tại sao điện thoại của cô lại ở trên giường của tôi? Tống Thanh Xuân nhớ đến hình ảnh hôm qua, mình ngủ trong lòng anh như thế nào, mặt có chút nóng lên. Cũng may, tối qua anh hôn mê bất tỉnh. Cô vội vã lấy cớ giải thích. Tối qua lúc anh truyền thuốc, em ở trong này canh chừng, lúc về phòng của em, quên cầm điện thoại về. Tôi chỉ niệm im lặng nhìn cô, giống như không tin lời cô nói. Một lúc sau anh mới một tiếng, cầm điện thoại của cô, ý bảo cô qua lấy. Tống Thanh Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước đến. Lúc cô vươn tay lấy điện thoại của mình, lại nhìn thấy cánh tay Tô Chi Niệm đang đè một cái cây nhỏ. Chương 189, cùng giường chung gối, 9. Cô ở trong phòng của anh ngây ngốc, rụng một hai sợi tóc trên sàn nhà là chuyện bình thường. Nhưng rụng trên tay anh, đây không phải là nói cho anh biết tối qua cô ngủ ở trên giường của anh sao? Tống Thanh Xuân cầm điện thoại lên, ánh mắt xoay tròn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tô Chi Niệm hỏi. Tô tiên sinh, anh hết sốt chưa? Vừa nói, Tống Thanh Xuân đưa tay lên sờ trán của Tô Chi Niệm, còn tay kia nhẹ nhàng cầm sợi tóc kia đi. Lúc tay của cô đụng lên trán của Tô Chi Niệm, thân thể anh cương cứng lên nên đọc được suy nghĩ của cô. Lúc đầu, cô sợ anh nhìn thấy tóc của cô, sẽ biết tối qua cô ngủ cùng anh, mới quan tâm anh. Mặc dù biết cô quan tâm anh có dụng ý khác, nhưng đáy lòng của Tô Chi Niệm vẫn có tia ấm áp. Anh rất ít khi chủ động nói chuyện với cô, thế nhưng hôm nay lại mở miệng hỏi một câu. Tối qua cô gọi bác sĩ đến. Vâng. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng gật đầu, lòng bàn tay cẩn thận cảm thụ nhiệt độ cơ thể Tô Chi Niệm, cho nên miệng cứ nói thế cũng không để ý nhiều. Tối qua em trở về phòng, nhìn thấy anh té xỉu ở trên sofa, trên người toàn là máu. Em sợ quá, thật trước khi em đi tìm Thiên Tôn đã cho em số điện thoại bác sĩ gia đình mình, vì thế em liền vội vàng gọi điện bác sĩ đến. Nếu biết bác sĩ lớn tuổi như thế, em sẽ không gọi, em sẽ không để ông ấy nửa đêm còn phải đến, trực tiếp gọi xe cấp cứu. Tống Thanh Xuân nói tới đây, đột nhiên ngừng lại. Cô thật là ngu ngốc, tối qua cô trở về anh đã hôn mê, cho mẹ, nên anh sẽ không biết khi nào cô trở về, nhưng hiện tại cũng không cần phải đánh đã khai cho anh biết, còn chưa kịp xin phép anh về trễ. Trước kia anh đã nói với cô, nếu cô làm trái với quy ước, anh sẽ làm cho công ty Tống Thị đóng cửa. Tống Thanh Xuân bắt đầu bất an, ngay cả lòng bàn tay đặt lên trán của Tô Chi Niệm đều có một lớp mồ hôi lạnh. Tối qua, anh hôn mê trước 7 giờ, biết cô còn chưa về nhà, nhưng chỉ muốn tâm sự về câu, không ngờ lại dọa cô thành như thế này. Lúc trước anh nói những lời tàn nhẫn như thế, chỉ muốn che lấp tâm trạng của mình, không ngờ cô đều nhớ rõ không thiếu một chữ, nhớ rất kỹ. Lúc Tống Thanh Xuân chủ động mở miệng nhận lỗi, Tô Chi Niệm đột nhiên mở miệng. Trưa nay ăn gì? Tống Thanh Xuân giật mình, không dám tin nhìn về phía Tô Chi Niệm, vẻ mặt anh thật bình tĩnh. Không có, một chút tức giận, cũng không có một dấu hiệu hờn giận. Cô bất ngờ với phản ứng của anh, im lặng nửa ngày. Đến khi anh nhẹn giọng, hả? Đợi chút, cô phục hồi tinh thần, vội vàng thu tay đặt lên trán của anh xuống. Có chút lo lắng, nhẹ giọng nói. Em đi nấu mấy món ăn nhẹ, bác sĩ nói mấy ngày nay anh phải ăn kiêng. Tô Chi Niệm nhẹ nhàng gật đầu nói. Được. Tống Thanh Xuân tiếp tục liếc mắt đánh giá Tô Chi Niệm, xác định anh không có tức giận, mới cầm điện thoại của mình, giống như đang mơ. Lúc cô tới phòng bếp liền giơ tay vỗ vào mình, mới thì tưởng Tô Chi Niệm biết mình về trễ, thế nhưng không có truy cứu. Chương 190, cùng giường chung gối 10. Lúc Tống Thanh Xuân làm cơm trưa, không quên nhắn tin cho Tần Dĩ Nam, biết anh ta đã xuất viện về nhà dưỡng thương. Tối qua, Tô Chi Niệm cố nói ra những lời đó, làm cho cô đau lòng. Anh cũng biết cô về trễ, thế nhưng không tức giận. Nói tóm lại, hôm nay Tống Thanh Xuân muốn đi thăm Tần Dĩ Nam, nhưng lại do dự.
Nếu cô làm xong cơm trưa rồi đi thì trong nhà chỉ có một mình tôi Trinh Niệm. Anh không ở cùng với mẹ, từ nhỏ anh đã không có cha, vậy giờ còn bệnh nặng như vậy. Tống Thanh Xuân nghĩ đến đây cắn môi dưới, cuối cùng cầm điện thoại gõ nửa ngày, nhắn tin xin lỗi Tần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu em, hôm nay em muốn đến thăm anh, nhưng có chút việc, không thể đi được. Không sao, Tống Tống, anh có sao đâu. Tần Dĩ Nam gửi lại tin nhắn rất nhanh, từ cách nhắn tin có thể cảm thấy tính tình của anh rất tốt. Thật xin lỗi anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân nhắn lại một tin nữa, sau đó đang nghĩ tới thứ gì đó, tiếp tục nhắn một chuỗi tin nhắn. Ngày hôm qua cô rất lo lắng, vẫn chưa kịp hỏi Tần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, vì sao anh lại cứu em, mà không phải... Tống Thanh Xuân không đề cập đến đường noãn, nhưng cô biết Tần Dĩ Nam sẽ hiểu ý của cô. Tần Dĩ Nam nhìn Tống Thanh Xuân gửi đến tin nhắn, mất một lúc mới bắt đầu nhắn tin gửi cho Tống Thanh Xuân. Tống Tống, thật kỳ là ngày hôm qua anh thấy hai chậu hoa rơi xuống, nghĩ muốn kêu đường noãn, Tống Tống, mau tránh ra, nhưng lại không biết vì sao, chỉ gọi đường noãn, sau đó liền bảo vệ em. Anh nói thật, ngay cả chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại phản ứng như vậy. Tần Dĩ Nam dừng lại một lát, tiếp tục nhắn tin cho Tống Thanh Xuân. Tống Tống, kỳ thật trong trường hợp như vậy, chính anh cũng có lúng cuống, không biết nên làm sao, em cùng với đường noãn, anh không hy vọng bất kỳ ai trong các em bị thương. Quá tốt, cuối cùng không có ai bị thương. Trong lấy lòng anh cũng không biết mình phải cứu anh, nhưng lại cứu cô. Tống Thanh Xuân nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, cô rất cảm động, trong lòng cô đang quay cuồng. Mặc kệ như thế nào, anh Dĩ Nam, em vẫn còn muốn nói lời cảm ơn với anh. Không cần cách ký đâu. Tần Dĩ Nam nhắn 7 chữ, Tống Thanh Xuân chưa kịp nhắn lại, nhìn thấy nha đầu ngốc xuất hiện trên màn hình. Tống Thanh Xuân nở nụ cười, tiếp tục gửi vài tin nhắn cho Tần Dĩ Nam, sau đó dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt, mới bỏ qua. Cô vừa rửa rau, vừa nghĩ đến buổi chiều hôm qua Tần Dĩ Nam vì cô mà đỡ chậu hoa thế cô. Cho dù chuyện hôm nay đã trôi qua 20 mấy giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy rõ một màn kia, rõ như trước mắt, vô cùng rõ ràng. Cô vẫn nghĩ đến, trong đáy lòng Tần Dĩ Nam, đừng nói quan trọng hơn chính mình. Cho dù câu lạc bộ kia, anh cùng đường noãn đã trở mặt, cũng bởi vì anh cùng với cô quen biết nhau hơn 20 năm mới để cho cô thắng đường noãn một trận. Nhưng anh không nghĩ tới, ở thời khắc quan trọng nhất, Tần Dĩ Nam đưa ra quyết định cứu cô. Tống Thanh Xuân cảm nhận được trái tim của mình đập rất nhanh, mới bắt đầu có tiết tấu, có một loại niệm tưởng mãnh liệt, lòng của cô bắt đầu rục dịch. Chương 191, không học được cách ngừng yêu người. Khoảng 3 giờ chiều, thầy thuốc Hạ lại đến. Giống như tối hôm trước, thầy thuốc cho vết thương của tôi Trí Niệm, ghim truyền dịch, rồi đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi Trí Niệm đoạt thư phòng lấy máy tính và văn kiện. Lúc truyền dịch, anh tựa nửa người vào đầu giường, lật xem tài liệu bằng cánh tay không bị ghim kim. Tống Thanh Xuân không rời đi, sợ tôi Trí Niệm ngủ rồi, làm máu trở ra thêm, nên cũng ôm máy tính của mình, ngồi ở tấm nệm ở trên mặt đất, rồi lại nằm chơi trò chơi. Biệt thự của tôi Trí Niệm vốn là tọa bắc chiều nam, nên vào sau giữa trưa ánh mặt trời cực kỳ tốt, chiếu sáng cả vào trong căn phòng. Anh ngồi xem văn kiện ở đó, cô ngồi vọc máy tính ở đây. Mặc dù hai người đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của mỗi người, không có bất kỳ người nào trao đổi với người nào, nhưng trong không khí trong phòng có vài phần cảm giác thám năm bình lặng tốt đẹp. Bởi vì bị thương nên tinh lực của tôi Trí Niệm không được như ngày thường, chỉ mới xem tài liệu có một canh giờ, đã thấy hơi nhức đầu không chịu được, đành để tài liệu sang một bên, nghiêng đầu ngắm nhìn Tống Thanh Xuân. Cũng không rõ cô đang làm gì, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, tay phải thường xuyên nhấn chuột, tay trái lại gõ thật mạnh lên bàn phím. Cô còn đeo cả tai nghe, có lẽ đang nghe một ca khúc. Anh có thể nghe được chút thanh âm mơ hồ, âm điệu rất quen thuộc, là bài hát anh đã từng nghe rồi. Vẻ mặt của cô rất phong phú, khi thì cười, lúc thì bĩu môi, khi khác lại khẽ cắn môi. Lát sau còn có thể nghe được tiếng hát từ trong ống nghe, nhẹ nhàng vang lên câu: chúng ta đã bị lãng quên thật lâu, thời gian chính là một con đường bị trộm đi. Tôi chỉ nhận thấy một màn này, khóe môi không nhịn được cong lên. Anh thật hy vọng thời gian có thể định rằng vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Thì thoảng Tống Thanh Xuân sẽ quay đầu liếc mắt nhìn tôi Trí Niệm đang truyền dịch bên này. Mỗi lần cô quay sang, tôi Trí Niệm sẽ không biến sắc, nhắm mắt giả bộ ngủ. Đợi đến khi cô quay đầu lại, anh liền mở mắt ra, tiếp tục ngắm cô thật chăm chú. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, bởi vì dược hiệu, tôi Trí Niệm cũng thật sự ngủ thiếp đi. Đợi đến khi anh tỉnh lại lần nữa, chai truyền dịch đã được đổi thành chai khác, đã chảy xuống hơn phân nửa rồi. Có lẽ vì ngồi ở dưới lâu dưới đất, chân không thoải mái nên Tống Thanh Xuân đổi thành nằm trên ghế sofa, vẫn vọc máy tính như cũ, nhưng vẻ mặt đã hơi khổ não, ngón tay vẫn luôn không ngừng có một phím nào đấy,
sau đó lại thỉnh thoảng lầu bầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước kia như vậy tốt mà, sao bây giờ vẫn chưa khỏe nữa? Ấn Đường Tố Chi Niệm nhăn nhăn không nhịn được mở miệng hỏi. Thế nào? Tống Thanh Xuân ngẩng đầu lên. Tô tiên sinh, anh tỉnh rồi. Tố Chi Niệm khẽ gật đầu, tầm mắt lại rơi vào cái máy tính của cô. Lúc này Tống Thanh Xuân mới mở miệng nói. Đột nhiên máy tính bị tắt mà không biết bị gì, làm thế nào cũng không mở lên được. Đưa tôi xem một chút. Tôi chỉ niệm điều chỉnh lại tư thế của mình một chút, dùng giọng thanh tao nói. Anh không biết sửa đôi điện tử nữa hả? Tống Thanh Xuân kinh ngạc hỏi ngược lại một câu, sau đó tụt xuống sofa, ôm lấy máy tính đến trước mặt tôi chỉ niệm. Ừ, tôi chỉ niệm vừa nói, vừa gõ bàn phím lên màn hình, sau đó màn hình liên tục hiện ra mấy chữ tiếng Anh. Ngón tay của anh gõ nhanh trên bàn phím, nhàn nhạt nói thêm ba chữ. Biết một chút. Sau đó máy tính của Tống Thanh Xuân được sửa xong. Chương 192, không học được cách ngừng yêu người hai. Trong nháy mắt Tống Thanh Xuân kinh ngạc sững sờ, nhìn máy tính của mình mân mê một hồi lâu mà không có chút phản ứng nào. Biết một chút sao, đồ điện tử đưa vào tay rồi, chưa đến mấy phút đã sửa xong rồi, cái này gọi là biết một chút sao. Tống Thanh Xuân đứng bên giường, bởi vì phải nhìn màn hình máy tính nên đầu hơi nghiêng về phía trước. Suối tóc đen rượt rõ dài trên tận eo cô, từ bên tai chảy xuống, rũ lên cánh tay đang được chuyển dịch trên giường của Tô Chi Niệm. Tất cả những suy nghĩ trong lòng cô, anh đều có thể biết được hết. Tô Chi Niệm nhìn thấu hết những cảm thán trong lòng cô, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nhìn chăm chú vào màn hình. Chỉ cần hơi liếc mắt sẽ nhìn thấy một bàn tay của anh thao tác trên màn hình máy vi tính. Khi có một cửa sổ mở ra thì tay lập tức sẽ gõ hai cái, trên màn hình có rất nhiều cửa sổ không ngừng được mở rồi đóng lại. Tống Thanh Xuân nhìn đến hoa cả mắt. Lúc cô đang định hỏi Tô Chi Niệm anh đang làm gì đây thì máy tính đột nhiên khởi động lại. Còn Tô Chi Niệm thì giống như biết được sự nghi hoặc của cô, nghiêng đầu nhìn cô nhạt nhẽo giải thích. Hệ thống máy tính có chút vấn đề, vừa rồi tôi giúp em kiểm tra lại một chút, đã sửa chữa hết rồi, sau này sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa. Theo giọng nói mạch lạc dễ nghe của anh, hai hàng mi của Tống Thanh Xuân khẽ chớp, sửng sốt hồi lâu mới gật đầu một cái, hơi ngây ngô a một tiếng. Anh không chỉ đơn thuần giúp đỡ cô giải quyết vấn đề trước mắt thôi, mà còn vất vả một lần, nhàn nhã cả đời đó. Từ nay về sau, cô cũng không cần lo lắng máy tính không mở được nữa. Tô biến thái, đúng không khỏi khiêm nhường quá đi chứ, lại là dám nói dối mình. Để đâu phải là biết chui đi thôi đâu, quả thật, anh ta có thể biết trực tiêm đổi thành Tô kỹ thuật rồi. Tô kỹ thuật, lại một danh hiệu mới nữa sao? Tôi chi niệm nhìn màn hình máy tính đang mở, nháy mắt trở nên ôn hòa. Anh lại tiếp tục nhấn vài cái nút, kiểm tra toàn hoàn không có vấn đề gì nữa, mới rút tay trở về, khôi phục lại chế độ màn hình chính, nói với Tống Thanh Xuân bằng giọng điệu sạch sẽ triệt để. Đã hoàn toàn tốt lắm rồi, những thứ bỏ đi còn tồn lại trong máy, tôi cũng đã giúp em thanh lý sạch sẽ rồi, tốc độ vận hành sẽ tương đối nhanh hơn trước đây một chút. Nói xong rồi, Tô Chi Niệm giơ tay định đóng máy, đột nhiên tầm mắt quét qua màn hình, sau đó dừng tay để lên lưng máy, bất động. Đó là một trò chơi điện tử tịnh hành từ rất nhiều năm trước. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm một lúc, tầm mắt trở nên hoảng hốt, cho đến lúc anh cảm thấy đáy lòng cô gái kế bên hơi thắc mắc về hành động của mình, mới nuốt nước bọt, vỗ ngực tự giữ bình tĩnh, cố gắng hết sức giữ cho giọng nói thong thả. Em vẫn còn chơi trò này sao? Tống Thanh Xuân định nói lên một tiếng cảm ơn lúc Tô Chi Niệm đang chuẩn bị đóng máy, kết quả lại thấy anh bất động nhìn chằm chằm màn hình máy tính của mình. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, đang định hỏi thế nào thì đã nghe thấy anh hỏi câu này. Tống Thanh Xuân nhìn màn hình máy tính mới biết là Tô Chi Niệm đang nói đến cái gì, không chần chờ chút nào nói. Đúng vậy đó. Chương 193, không học được cách ngừng yêu người ba. Lúc Tô Chi Niệm nghe ba chữ này, rõ ràng đầu ngón tay hơi động lên động xuống, ngay cả nét mặt cũng hơi khẽ khẽ chuyển biến. Chỉ là rất nhanh sau đó đã bị anh kiềm chế giấu đi, khôi phục lại thái độ lạnh nhạt băng giá. Chỉ có chính bản thân anh biết. Rốt cuộc nơi đáy lòng anh có bao nhiêu sóng gió cuộn dâng trào. Trò chơi đó với anh không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là trò chơi duy nhất anh từng chơi trong đời. Trò chơi này đã từng tinh thành khắp toàn cầu, nóng đến mức chạm vào nóng bỏng. Ngày nay càng nhiều trò chơi mới ra đời, trò chơi này dần dần giảm nhiệt. Mặc dù không được nóng sốt như ngày xưa, nhưng số người tính cho đến bây giờ vẫn không ít đâu. Nhưng anh thật không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy rồi, Tống Thanh Xuân vẫn còn chơi. Trò chơi này là tự anh dạy cho cô vào cái năm anh ở nhà cô khi xưa. Đối với một người học lại một năm như anh, trái với một học sinh cấp 3 bình thường, bài tập cũng nhẹ nhàng rất nhiều.
vì vậy lúc đó cả khối thời gian rảnh. Trùng hợp là khi đó trò chơi này rất thịnh hành, được nhiều người đề cử, quảng cáo cũng được dán đầy đường. Hơn nữa, người được mời phát ngôn lại còn là một nam minh tinh lớn. Anh còn mấy phần hâm mộ nam minh tinh kia, thế là anh tải trò chơi xuống, tùy ý chơi một chút cho vui. Thật sự là chỉ muốn chơi một chút cho vui, giết thời gian một chút, cũng không muốn dán lấy trò chơi, lại càng không muốn thống nhất thiên hạ, sừng bá giang hồ gì đó. Nhưng anh lại bị cô phát hiện. Sở dĩ trò chơi kia dưới gây sốt là vì tạo hình nhân vật đặc biệt xinh đẹp, lại còn có tự thiết kế quần áo và dung mạo. Chính vì thế cũng khiến không ít cô bé mê mẩn. Cô cũng không ngoại lệ, thấy đồng phục, đồ trang sức, cô lại hứng thú lắm rồi. Đầu tiên cô chỉ đứng bên cạnh anh nhìn anh chơi, sau đó lại cảm thấy chơi hết hứng, nên ôm máy tính của mình đến để cho anh tải phần mềm trò chơi cho cô. Thật ra khi tới tham gia trò chơi, mọi người đều có hướng dẫn cả, rất dễ chơi, nhưng cô vẫn cứ không chịu xem phần hướng dẫn kia, vừa làm nhiệm vụ vừa hỏi anh cách chơi. Khi đó anh đã bắt đầu đi làm, nhưng cho dù khi bận và làm việc, anh cũng không ghét bỏ cô phiền phức. Mỗi lần nghe cô hỏi, vẫn rất tận tâm, kiên nhẫn giải đáp hết. Nói như vậy, thật ra thì ở trong trò chơi, cô có thể coi như là đồ đệ anh dẫn dắt. Có thể là khi còn bé đã trải qua những cơn ác mộng kia, anh không ăn nói giỏi cho nắm. Cho đến lúc đó, anh rất cảm ơn trò chơi này. Nhờ trò chơi này mà anh và cô có thêm rất nhiều cơ hội nói chuyện. Anh chơi nhân vật nam, còn của cô là nữ. Sau đó, bọn họ còn kết hôn trong trò chơi. Anh chơi hay hơn so với cô rất nhiều, luôn có thể lấy được nhiều trang bị lợi hại dễ như trở bàn tay. Cô cực kỳ hâm mộ anh, sau đó tự bản thân không đánh lại, không có tiền tiêu thì ai bắt ăn vạ. Lúc đầu, cô sẽ quấn lấy anh để cho anh được cho cô. Mỗi lần như vậy, anh đều cố ý không lên tiếng, thật ra chỉ là muốn cô nói chuyện với bản thân nhiều lên một chút, đến cuối cùng sẽ chuyển hết tiền tài khoản sang cho cô. Sau này anh đã tặng cô rất nhiều lần, cô cũng không khách khí, mỗi lần nhìn thấy anh có bảo bối gì mới thì cô sẽ trực tiếp nằm ỉ lên máy tính của anh, truy cập tài khoản của anh, đem trang bị tốt tặng cho mình. Sau khi tặng, cô liền hí hai hưởng, chạy đến trước máy tính của mình, nhắn một câu qua trò chơi, cảm ơn anh, sau đó lại chạy đến chỗ máy tính của anh, đáp lại một câu, đừng khách khí. Đại khái cô cũng cảm thấy mình làm như vậy đúng là quá mức không biết xấu hổ, sau đó lại tìm cớ càng thêm không biết xấu hổ biện hộ cho mình. Chương 194, không học được cách ngừng yêu người. Mỗi lần cô tìm lý do đều giống nhau, nhưng mà cô có một lần lấy lý do anh cần nhớ rõ đến tận bây giờ. Đó là một buổi chiều xuân, ánh nắng mặt trời rực rỡ, vườn hoa nhỏ tống nở rất nhiều, không khí rất trong lành. Cô ngồi trên ban công đánh game đến mệt mỏi, duỗi người, sau đó nhìn thấy anh đang nghe điện thoại ở gần đó, liền lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà chạy đến gần máy tính của anh, bắt đầu tự vặn đổi vật cho mình. Đến bước cuối cùng xác nhận tăng quà, anh mới tắt điện thoại, đi về phía cô. Cô ngẩng đầu, cười nịnh nọt với anh, sau đó còn dõng dạc nói lý do. Anh là chồng của em, nên đồ của anh tất nhiên cũng sẽ là của em. Lúc anh nghe được câu này, cả người giống như bị điểm huyệt, lập tức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Mà cô thì cười hì hì, chuyển hết tiền của anh gần đi hết, sau đó giống như sợ anh tính sổ với cô, liền nhanh chóng ôm lấy máy tính của mình, chạy về phòng ngủ. Ngày đó anh đã đứng trên ban công một lúc rất lâu, lâu đến lúc mặt trời xuống lặn, anh mới cứng ngắc bước đi. Đi đến gần máy tính của mình, nhìn thấy một tin nhắn trong trò chơi do cô gửi đến. Cảm ơn phu quân. Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ phu quân kia, trong lòng cuộn trào sóng lớn, phập phồng bất định. Thật lâu sau anh mới gõ bốn chữ lên bàn phím, gửi lại cho cô. Nương tử khách khí. Cô gửi lại một icon thẹn thùng, sau đó lại gửi lại cho anh một tin. Chúng ta sửa lại tên tình nữ được không? Nhìn em trong trò chơi mà xem, những cặp vợ chồng kia đều dùng tên tình nữ đó. Anh nói, sau đó cô im lặng luôn. Chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cô gửi cho anh hai chữ, trì niệm, thanh xuân. Thanh xuân, trì niệm, nhớ lại những thứ tốt đẹp. Nhưng mà lúc này, anh nghĩ đến những chuyện kia, dưới đáy lòng anh đau đớn quay cuồng. Bởi vì, tôi trì niệm mím môi, thầm hít sâu một hơi dưới đáy lòng, mới dám nghĩ tiếp. Nhưng bây giờ công việc rất bận, có nhiều chuyện, không chơi được nhiều như trước kia. Tống Thanh Xuân nhìn tôi trì niệm đóng máy tính của mình lại, im lặng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vì vậy cô tiếp tục bĩu môi, không nói câu nào nữa. Muốn mọi suy nghĩ của anh quay về, ôm lấy máy tính của mình. Nhưng khi cô nói đến đây, cũng bắt đầu trầm mặc. Trò chơi này là anh dạy cho cô cách chơi, sau đó còn ở trong trò chơi, anh và cô kết hôn với nhau. Sau này kết hôn, anh dùng 10 dặm lụa đỏ rước cô. Vì muốn lễ cưới của mình vang dội, cô phát kim tiền tệ cho toàn bộ người trong server. Tất nhiên, những kim tệ kia là lấy trong số tài khoản của anh. Cô cướp đoạt rất nhiều trang bị tốt của anh, trở thành nữ bá vương trong trò chơi.
ai nấy khó chịu liền chém người đó. Nhưng thao tác của cô lại quá kém nên trang bị cũng rơi xuống cho những người kia. Nhưng không sao, cô lại biết một thao tác phu quân liền lấy được những trang bị kia trở về. Lúc đó cô ở trong trò chơi rất hung hăng kiêu ngạo, nhưng sau này cô đuổi anh ra khỏi nhà, ngoài đời ân đoạn nghĩa tuyệt, trong trò chơi cũng ân đoạn nghĩa tuyệt luôn. Cô ly hôn với anh, trả tất cả mọi trang bị cho anh, nhưng anh lại không nhận lại. Cô ném đi tất cả, sau đó còn cho anh vào danh sách đen. Chương 196: Không học được cách ngừng yêu người. Sau đó anh uống say, cưỡng ép cô ngủ với anh, cô bắt đầu trốn tránh anh. Tiếp đó anh biết được bí mật kia, đi ngừng tìm cô. Cô và anh cứ như vậy mỗi người một ngả. Thật ra lúc đó anh cũng hiểu được, anh và cô đã có một kết cục thảm, nhưng ít nhất anh biết trong trò chơi anh với cô còn có chút liên quan. Thời gian đó cô không còn đăng nhập vào trò chơi nữa, nhưng anh vẫn vào, sau đó đứng một mình ngẩn người nhìn ánh đèn tối tăm trên nick của cô, một mình điên cuồng đánh quái, tự mình nhặt trang bị. Người con trai áo trắng trong trò chơi cuối cùng thì bên cạnh không còn người vừa nhìn thấy trang bị rơi đã nhặt tranh nữa, không còn cô gái áo trắng xinh đẹp không màng sống chết mà đi nhặt trang bị nữa. Bên cạnh anh cũng không có người. Người nhìn thấy anh mở dương châu báu, bên trong không có bảo bối, đều dương nanh múa vuốt đến tranh của anh nữa. Một đêm kia của cô và anh, cô nói muốn anh không nói cho bất kỳ ai, anh đã đồng ý và cũng làm theo. Nhưng không biết vì sao, ở đâu xuất hiện tin tức làm lộ ra ngày trường đại học xét tuyển nguyện vọng đó, tất cả mọi học sinh cấp 3 đều biết được, mọi người đều bàn tán xôn xao. Cô rất tức giận đùng đùng đi tìm anh. Cô không tin chuyện đó không phải do anh chuyển đi. Cô tức giận nói những lời ác độc nhất đối với anh. Cô đã nói anh không giữ lời hứa, anh quá phần, được tiện nghi còn khoe mẽ, vậy mà còn lan truyền khắp nơi tin tức cô ngủ cùng với anh. Cô còn nói chuyện cả đời mình hối hận nhất chính là gặp anh. Ngày đó tâm trạng cô không vui, mà tâm trạng anh cũng không tốt. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô từ sau khi anh biết bí mật kia. Sự tức giận bực bội vất vả lắm mới dìm xuống được lại tràn ngập trong ngực một lần nữa. Anh không tức giận với cô, anh chỉ tức giận vận mệnh trêu người. Nhưng anh vẫn nghe được cô nói câu kia: chuyện cả đời này tôi hối hận nhất chính là gặp anh. Lúc đó anh cũng sầm mặt mở miệng, anh nói: thật đúng lúc, Tống Thanh Xuân, tôi cũng phải, cả đời này của tôi sai lầm lớn nhất chính là quen biết cô. Cô vốn là người có tính tình nóng nảy, bị anh nói như vậy lập tức bùng nổ. Cô tức đến run cả người, giơ tay lên chỉ vào mũi anh rồi nói: anh cút đi cho tôi chí niệm, anh cút khỏi nhà tôi, đi càng xa càng tốt, cả đời này hai ta đừng gặp nhau nữa, anh gặp lại là đồ ngu. Dường như cô vẫn chưa hết tức giận, hít sâu rồi giống to, giống như người mắc bệnh tâm thần: tôi chí niệm, anh làm quả trứng thối, tôi ghét anh, tôi ghét nhất là anh cút đi cho tôi, cút. Cô vừa chửi mắng vừa mở máy tính ra ở trước mặt anh, đi hôn trong trò chơi với anh, thậm chí còn trả hết mọi trang bị cho anh, tiện thể đưa cho anh vào danh sách đen. Trong giây phút đó anh nhìn thấy cô đang trên ranh giới của sự sụp đổ, bình tĩnh lại như mọi kỳ tích. Anh bình tĩnh tới mức cô ngồi xuống gào thóc trên mặt đất, mới đi về phía giường của mình, cầm lấy túi tiền lên, rút ra một tờ chi phiếu, điền vào đó con số, ném ở trước mặt cô và nói: đây là tiền trọ và cảm ơn bấy lâu nay tôi ở nhà cô. Sau đó anh bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, toàn bộ quá trình đều không nói thêm câu nào. Cô cũng chỉ khóc, anh lạnh lùng không nói một câu, kéo hành lý rời khỏi nhà cô. Chương 196: Không học được cách ngừng yêu em. 6. Một lần xa cách, cách mấy núi sông, anh và cô từ đó về sau khó có thể gặp lại. Tôi chỉ đem nghĩ tới đây khẽ cụp mí mắt xuống, sau đó đọc được Tống Thanh Xuân đáy lòng. Thế nhưng lại nghĩ những thứ này là quá khứ, còn mang theo một chút lo lắng. Đang êm đẹp, cô tại sao nó nói chuyện nói chơi không thường xuyên bằng trước kia? Cái này không phải nói rõ ràng kéo lại chuyện không vui trước kia sao? Ngộ nhỡ tôi biến thái vì vậy mà khó chịu, trách cô tối hôm qua về muộn thì làm như thế nào? Bởi vì hai người kéo dài cũng không có nói chuyện với nhau, bên trong phòng không khí có chút ngưng trệ. Tôi chỉ niệm chuyển tầm mắt của mình nhìn chằm chằm trò chơi, vì muốn làm dịu đi không khí, cũng không muốn vì gỡ bỏ đáy lòng lo lắng của cô chủ động mở miệng tìm chuyện rời đề tài. Người kia chơi trò chơi hiện tại cấp bao nhiêu? Tống Thanh Xuân có chút không được tự nhiên, nghe anh nói im lặng trong chốc lát mới nhẹ giọng đáp: cấp 183. Thật cao nha. Tôi chỉ niệm khép máy tính của Tống Thanh Xuân lại, đặt ở một bên, tư thế thanh thản dựa vào đầu giường, giống như đang nói chuyện phiếm, giọng nói mặc dù hơi lạnh lại không có áp lực như ngày thường. Tôi thật lâu cũng không có chơi trò chơi, để quên mất mình cấp bao nhiêu. Thật ra thì không phải rất lâu không có chơi, sau khi bị cô kéo xuống
trò chơi này của anh không hề động vào nữa. Anh của ban đầu sở dĩ sẽ vẫn chơi trò chơi này cũng chỉ bởi vì cô. Đáy mắt Tô Chí Niệm hiện lên vẻ thương cảm, im lặng 3 giây còn nói: Tôi nhớ được, trò chơi kia đã được lên phiên bản mới 2 lần rồi nhỉ? Có lẽ Tô Chí Niệm ôn hòa, giống như không bị ảnh hưởng về chuyện cô mới nhắc tới, Tống Thanh Xuân cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cũng nói nhiều hơn. Chỉ là át chủ bài đều không có gì thay đổi, nhưng có một ít phó bản rất khó đánh, lúc đó chơi thật lâu mới có thể đánh thắng. Hôm nay tôi qua được một nửa cửa ải rồi, cũng đã đánh gần nửa tháng rồi. Họ như thế sao? Tô Chí Niệm hỏi ngược lại một câu, cũng không chờ Tống Thanh Xuân đáp lại, liền nói một câu: Tôi thử xem một chút. Sau đó liền mở máy tính của cô lên, vào cửa sổ trò chơi, nhìn số nhiệm vụ Tống Thanh Xuân đã vượt qua, quay đầu lại hỏi: Là cửa này sao? Tống Thanh Xuân có chút không rõ Tô Chí Niệm muốn làm cái gì, hai mắt nghi ngờ nhìn anh, mới khẽ gật đầu một cái. Cô chờ một lát. Tô Chí Niệm vừa nói, một tay vừa gõ lên bàn, giống như đang nghiên cứu thứ gì đó. Thi thoảng khoảng 15 phút, lại xuống một software đang bắt đầu đưa loại mật mã vào trong máy tính. Tống Thanh Xuân an tĩnh đứng một bên, không có quấy rầy anh, bởi vì những thứ anh truyền vào trong máy vi tính đó cũng hoàn toàn không hiểu, cho nên liền nhàm chán đặt lực chú ý lên bình nước truyền của anh. Đợi đến khi truyền dịch xong, bên trong phòng chỉ còn lại tiếng đánh máy của Tô Chí Niệm. Tống Thanh Xuân nhẹ giọng nói: Anh Tô, tôi giúp anh rút kim. Tô Chí Niệm một tiếng, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chưa từng rời mắt. Tống Thanh Xuân đứng ở bên cạnh giường, nhanh chóng rút kim, sau đó cầm bông băng đặt bên trên mu bàn tay của Tô Chí Niệm. Lòng bàn tay của cô vừa vặn phủ lên ngón tay của anh, động tác gõ bàn phím của Tô Chí Niệm dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Xuân 5 giây mới quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. Tống Thanh Xuân dán băng keo cá nhân lên mu bàn tay của anh, Tô Chí Niệm vừa xong chuẩn bị đứng lên. Tô Chí Niệm liền ngừng động tác, nói: Được rồi. Chương 197, học không được cách ngừng yêu em. Tô Chí Niệm chuyển màn hình máy tính sang cho Tống Thanh Xuân, ngón tay thon dài chỉ một cái trên màn hình máy vi tính. Anh vừa mới đánh nửa ngày, tạo ra được một software mới. Em tới thử một chút, xem cái này có thể trợ giúp gì được không? Có phải trở nên có chút đơn giản hay không? Trợ giúp? Chẳng lẽ vừa rồi anh ở trong máy tính của cô đùng đùng đánh nhiều mật mã như thế kia để làm auto phải không? Nhưng mà anh cũng không hỏi quá mạnh đi. Nhưng khi anh bắt đầu phá giải cách trò chơi này ra ngoài treo xong, tối đa cũng chỉ có dùng 1 tiếng đồng hồ. Từ khi anh bắt đầu phá giải cách trò chơi này, hai mắt Tống Thanh Xuân không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Chí Niệm, sau đó liền đứng ở bên giường, mở ra trò chơi, nhìn nhiệm vụ mình đánh nửa tháng còn chưa vượt qua được kia. Cái auto của Tô Chí Niệm mặc dù rất vội vàng nhưng cũng rất tinh xảo, bởi vì lần đầu tiên dùng, Tống Thanh Xuân có nhiều chỗ không hiểu. Tô Chí Niệm dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng chỉ cho cô. Lúc cô đi vào trò chơi, từ từ bắt đầu đánh quái vật, anh liền hoàn toàn yên tĩnh lại, tầm mắt nhìn chằm chằm lên mặt phím hồng của cô, cái tay gõ bàn phím từ từ phủ lên mu bàn tay vừa chuyển nước biển xong, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái, nơi mới vừa bị đầu ngón tay của cô chạm vào. Tống Thanh Xuân chính mắt nhìn thấy Tô Chí Niệm làm ra cái auto này thì đáy lòng đối với anh có chút kính nể, nhưng khi cô mượn cái auto phụ giúp này còn chưa được 5 phút, liền đánh bại những quái vật trong nửa tháng qua cô đi không đánh nào chết sạch được, đáy lòng của cô không đơn thuần là kính nể nữa, mà thật là sùng bái. Cô vừa nhặt rất nhiều bảo dương rơi xuống đất, vừa không kìm được nháy mắt vui vẻ nói một câu: Chỉ đơn giản như vậy đã qua cửa anh này, cái auto này thật quá chỗ bò. Tống Thanh Xuân còn chưa định khen Tô Chí Niệm thần lễ hải, kết quả lời nói của cô cũng chưa nói hết, giọng nói lạnh nhạt của Tô Chí Niệm khẽ vang lên: Em làm thêm một nhiệm vụ mới, thử xem một chút. Tống Thanh Xuân theo lời của Tô Chí Niệm nhận nhiệm vụ mới. Cái nhiệm vụ mới này thật ra cũng không khó, nhất là đối với cái auto phụ trợ của Tô Chí Niệm, càng trở nên nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng mà ở tại thời điểm đánh tới sau cùng, thế nhưng xuất hiện một cái câu hỏi nhanh chóng trả lời, bao hàm kiến thức các loại hoa tuyệt thế. Nhưng mà muốn chơi thời gian quy định hoàn thành, hơn nữa còn có một chút sai lầm sẽ phải làm lại từ đầu. Bây giờ trò chơi thật càng ngày càng biến thái. Trong lòng Tống Thanh Xuân vừa yên lặng, vừa châm chọc, lại vừa bắt đầu trả lời câu hỏi nhanh. Khi Tống Thanh Xuân nghe giảng bài, có một thói quen thích phân tích vấn đề ra, mới bắt đầu từ đề mục rất đơn giản. Cô biết muốn chọn hạng kia, nhưng về sau đề mục càng ngày càng khó. Lúc Tống Thanh Xuân chuẩn bị đi trả bách khoa toàn thư, Tô Chí Niệm đã đột nhiên lên tiếng nói đáp án cho cô. Thời gian dần dần ít đi, Tô Chí Niệm trực tiếp ngồi thẳng người nhìn về phía màn hình máy tính. Anh đều không đợi Tống Thanh Xuân nhìn xong đề nên nói ra đáp án. Về sau anh có thể là ghét bỏ.
Tay Tống Thanh Xuân chậm chạp, trực tiếp vươn tay, vòng tay có bảo vai Tống Thanh Xuân, nhanh chóng gõ. Lực chú ý của Tống Thanh Xuân hoàn toàn bị tôi chi niệm hấp dẫn, căn bản không có ý thức được mình bị anh ôm vào trong ngực. Tư thế hai người có nhiều ái muội. Cô nhìn màn hình đã không ngừng xoẹt qua các đề mục, cô trực tiếp đối với tôi chi niệm, vô cùng sùng bái. Tốc độ chuyển động đầu óc của anh cũng không khỏi quá nhanh đi. Những đề mục kia cô còn chưa xem xong đã bị anh đáp xong rồi, hơn nữa còn chẳng có chút sai sót. Chương 198, họ không được cách ngừng yêu em. Anh xác định anh đang giải đáp đề, không phải đã đang thi chỉ số trung minh chứ. Năm vào lớp 12 thì cô nên biết anh rất lợi hại, nhưng cô chưa hề biết hóa ra anh lại lợi hại đến trình độ này. Đây đã hoàn toàn chính là không làm được thì không hơn không kém đó. Cô mới ở chỗ này chơi trò chơi này quá biến thái, hiện tại cô muốn thu hồi câu nói kia rồi. Trò chơi này hoàn toàn không tính là quá biến thái đối với tôi chi niệm, chỉ có thể xem như là hơi hơi biến thái. Bởi vì lúc đầu thời điểm Tống Thanh Xuân giải đáp đề, dây dưa không ít thời gian, khiến cho một đề cuối cùng của tôi chi niệm gần như là xong ở lúc vừa hết giờ. Trong nháy mắt, trên màn hình máy tính giải đề hoa, mấy chữ to chúc mừng bạn đã thuận lợi thông quan bày ra. Một cửa ải hoàn toàn bị tôi chi niệm đi qua, nhưng Tống Thanh Xuân lại có vẻ còn kích động hơn tôi chi niệm, vừa hưng trí bừng bừng, nhặt lấy bảo dương rơi đầy đất, vừa hưng phấn nói. Tôi xin niệm, anh thật lợi hại đó. 100 đề, 100 suốt 100 đề, mà thời gian chỉ có 10 phút, mà anh lại có thể hoàn toàn đáp án xong đuôi. Rất lợi hại, rất lợi hại nha. Tôi xin niệm, có lẽ bởi vì cô quá hưng phấn, lại có thể buột miệng gọi tên anh lần nữa. Thân thể tôi xin niệm cứng đờ, tầm mắt liền rơi trên gò má của Tống Thanh Xuân. Bởi vì cô vui vẻ, mặt mày đều cong lên, lông mi dài dài bởi vì nụ cười run lên một cái, khiến cho tốc độ tim đập của anh đều tăng tốc mãnh liệt lên theo. Sau khi Tống Thanh Xuân nhặt lấy bảo dương xong, thuận thế nhìn thoáng qua vừa mới những đề lục câu hỏi đáp án nhanh kia. Toán học, vật lý, hóa học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, câu đố rèn luyện trí não, quả thực là vấn đề loè loẹt kia đa dạng đều có, thậm chí có chút vấn đề trên trời mà cô hoàn toàn không biết đang nói gì. Anh lại có thể biết tất cả mọi chuyện, quả thực không phải là người, không phải là người mà. Sao tên của anh có thể là Tô Chi Niệm, nên gọi đổi là Tô Toàn Tài A? Tay Tô Chi Niệm còn đang ôm lên cánh tay của Tống Thanh Xuân, anh có thể biết rõ những ý nghĩ ở đáy lòng cô. Tô Toàn Tài, trái tim Tô Chi Niệm hung hăng run một chút, hôm nay cô lại lấy cho anh hai cái tên nóng rồi. Sóng ngầm nơi đáy lòng Tô Chi Niệm bắt đầu khởi động, ngay cả đầu ngón tay đều run rẩy theo. Sau đó anh mới hậu chi hậu giác, ý thức được mình vẫn còn đang ôm cô, vội vàng lặng yên không một tiếng động, thu cánh tay trở về. Tống Thanh Xuân còn đang xem những đề mục, không có chú ý đến sự khác thường của Tô Chi Niệm. Chờ đến khi cô xem xong toàn bộ đề mục mới quay đầu, lấy mắt sáng ngời dị thường, mang theo vài phần chân thành. Tôi xin niệm, cảm ơn anh nha. Nếu như không phải hôm nay có anh giúp đỡ, thì em không biết mình có đánh bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, cái hỏi đáp nhanh vừa rồi, làm không tốt thì suốt đời này em đều kẹt ở chỗ này rồi. Cô liên tục gọi anh là tôi xin niệm hai lần, đến gọi đến anh tâm tình cực kỳ sán lạn, ngay cả mở miệng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không có việc gì, tiện tay giúp đỡ thôi. Dừng một chút, tôi chỉ niệm cảm thấy mình giống như lãnh đạm, lại bổ sung thêm một câu. Bình thường lúc nằm chán, cũng sẽ viết một số hiệu để hết thời gian. Cái gì gọi là lúc nằm chán, viết số hiệu, giết thời gian? Xin hỏi, có ai dùng chuyện viết số hiệu để thiêu não hay giết thời gian? Anh xác định, anh không phải là biến tướng khoe khoang chính mình đấy chứ. Nếu là đổi lại trước đây, Tướng Thanh Xuân khẳng định sẽ bị câu nói của anh đả thương người vừa rồi. Yên lặng không nói thầm anh, nhưng nay cô ngược lại hiếu kỳ về chuyện này. Không phải anh học thương mại sao? Sao lại biết về máy tính cũng lợi hại như vậy? Chương 199, không học được cách không yêu em. Ở trong ấn tượng của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh quen biết cô, bao gồm quen biết cô ở một năm cao trung, cô lại có chút tò mò với chuyện của anh. Ngà cô bị xem nhẹ quá lâu sao? Đơn giản hiếu kỳ như vậy cũng làm cho anh cảm động đến thỏa mãn. Năm lớp 12, từng có học qua một chút. Tôi chỉ niệm dừng lại một chút, giải thích càng kỹ càng hơn. Nam sinh thì tương đối cảm thấy hứng thú với máy tính. Thời gian ở đầu đại học, anh cũng từng theo chọn môn học này, cũng học tạm được. Từng học một chút, học cũng tạm được, tùy tiện. Giày vò put in trò chơi, đây mà gọi là tạm được sao? Để rõ ràng cho thấy là rất có thể. Quả là khiêm tốn như vậy, mẹ ơi, anh cũng thể không có bạn bè đó, biết không? Anh có thể làm put in, rõ ràng là kỹ thuật của anh rất cường đại. Vậy thì có phải? Trong đầu Tống Thanh Xuân đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, cô do dự một chút, mở miệng hỏi. Anh
mới làm vlog in. Vậy nếu như em xóa tin nhắn, anh có thể khôi phục được không? Hẳn là có thể. Tôi Trinh Niệm do dự một lúc đáp. Vậy thì sau khi xóa sạch ghi chép và tán gẫu trên WeChat thì làm sao? Tống Thanh Xuân truy hỏi. Tôi Trinh Niệm đáp. Cũng có thể. Đáy mắt Tống Thanh Xuân nhiễm một tầng vui sướng. Vậy nhưng nói cách khác, mail đã xóa sạch cũng có thể khôi phục. Tôi Trinh Niệm nghe đến vấn đề này, mơ hồ dự cảm biết được Tống Thanh Xuân đang muốn làm gì. Thật ra anh đã sớm nên nghĩ đến. Anh khống chế ý thức Tần Dĩ Nam cứu cô, khẳng định sẽ khiến cô không cắt đứt tình cảm với Tần Dĩ Nam. Nhưng mà tình hình ngày đó nguy hiểm như vậy, anh lại muốn làm đường loãn bẽ mặt, cho nên hoàn toàn không làm quá nhiều phân tích, nên trực tiếp khống chế ý niệm Tần Dĩ Nam. Những năm này luôn là như vậy, anh có thể khổ sở khi cô khổ sở, nhưng trước giờ đều không thể vui vẻ khi cô vui vẻ. Bởi vì cô vui vẻ có thể là thạch tín chính mệnh đối với anh. Tôi Trinh Niệm nhìn chằm chằm ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tống Thanh Xuân, có chút không nhẫn tâm cự tuyệt. Anh trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Cũng hẳn là có thể. Ánh mắt Tống Thanh Xuân trở nên vô cùng sáng ngời, cô âm thầm trà sát mu bàn tay, mang theo vài phần cẩn thận dè dặt, mở miệng thỉnh cầu. Vậy em có thể xin anh một chuyện được không? Dù cô không nói, anh cũng biết cô muốn xin anh giúp làm chuyện gì. Tôi Trinh Niệm cúi khép mi mắt. Em nói đi. Tống Thanh Xuân cắn môi, thỉnh cầu của anh. Lúc trước em xóa bỏ 99 bức mail, anh có thể giúp em khôi phục lại những bức mail kia không? Anh biết sự tồn tại của 99 bức mail kia, đó là hiên lệ của cô với anh vào năm đầu tiên, Tần Dĩ Nam tiến vào bộ đội. Tôi Trinh Niệm nuốt ngụm nước miếng, vẫn là một bộ dạng thương lượng. Để anh thử xem. Tống Thanh Xuân thấy anh đáp ứng, mặt mày liền mừng rỡ lên, cô vội vàng nhấn mở website, đăng nhập hộp thư của mình, sau đó đưa máy tính cho Tôi Trinh Niệm. Tôi Trinh Niệm không lên tiếng, qua một hồi lâu mới bắt đầu có hành động. Tống Thanh Xuân ở một bên đứng ngồi, sau đó lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống một múc một ly. Đồ ngọt nấu vào buổi trưa, bưng lên lầu. Khi cô đẩy cửa phòng ra, Tôi Trinh Niệm đã để máy tính xuống, dựa đầu vào đầu giường, nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ đến thất thần. Anh giống như đang gặp chuyện gì không vui, vẻ mặt có chút thương cảm. Tống Thanh Xuân cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vào lúc thấy bộ dạng này của anh, tâm tình lại có thể cũng trở nên suy sụp theo. Chương 200, họ không được cách không nghĩ với em. Cô hơi dừng ở chỗ cánh cửa một chút, mới mở bước chân đi đến bên cạnh giường, đưa đồ ngọt về phía Tôi Trinh Niệm. Tôi Thiên Sinh, đây là chó đỏ, trứng cách thủy, bồ máu, anh uống chút đi. Tôi Trinh Niệm thu hồi tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ghé gật đầu với Tống Thanh Xuân, nhận lấy bát sứ, lấy thìa quấy hai cái, sau đó lúc chuẩn bị cúi đầu uống, giống như nghĩ tới điều gì quan trọng, nhìn lướt qua laptop ở bên cạnh, ngữ khí rất nhạt nói. Đã làm xong rồi. Tống Thanh Xuân ừ một tiếng, lại nói cảm ơn một tiếng, sau đấy mình mở laptop của mình ra, thấy trong hộp thư vốn hoàn toàn trống rỗng, giờ 99 bức mail đã lẳng lặng trở về. Cô nhìn chằm chằm những bức mail kia 2 giây, cũng không có nhấp vào trong xem nội dung có đúng hay không, nên trực tiếp khép lại laptop. Tôi Trinh Niệm rũ lông mi, yên tĩnh được nhai lồ ngọt. Vẻ mặt của anh rất bình thản, không lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng Tống Thanh Xuân lại cảm thấy anh giống như lại không vui. Rõ ràng vừa rồi tâm tình của anh giống như còn rất tốt mà. Đáy lòng Tống Thanh Xuân suy nghĩ một hồi, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc có nên làm sinh động không khí lên không, trêu chọc anh vui vẻ, bản thân liền mở miệng trước. Đến bây giờ em mới phát hiện, hóa ra anh là nhân tài toàn năng nha. Tống Thanh Xuân vừa nói, vừa bắt đầu đếm đếm ngón tay của mình. Thiên tài giới tài chính, người có kỹ thuật máy tính giỏi, nhanh chóng tiếp thu được các loại nội dung kiến thức mọi phương diện, dễ như trở bàn tay. Khi còn đi học, em nhớ được anh sẽ còn đàn dược dương cầm, thổi sắc xô, bóng rổ bóng đá đều không tệ, đại hội thể dục thể thao, thi chạy 100m, thế như anh cũng là đứng đầu đúng không? Chuyện cũ nhiều như vậy, cô còn có thể nhớ được. Tâm tình Tôi Trinh Niệm lại có chút bắt đầu giãn ra. Anh nghĩ có lẽ anh chính là không có tiền đồ như vậy. Tâm tình tốt và xấu đi, tất cả do một mình cô thao túng. Còn có, chơi game cũng lợi hại nữa. Cô lại nhảy không ngừng, đếm rất nhiều. Có lẽ là không tìm được chỗ lợi hại của anh, liền nói. Còn có, kiếm tiền cũng rất lợi hại. Thật không biết gì không biết. Không gì là không làm được nha. Lúc Tống Thanh Xuân khen tới đây, thấy vẻ mặt của Tôi Trinh Niệm hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, sau đó liền nửa đùa nửa hỏi. Em cũng buồn bực, ở trên thế giới này, giúp cô có chuyện gì anh không học được không? Thời điểm Tôi Trinh Niệm nghe đến vấn đề này, động tác ăn đồ ngọt dừng lại, anh rũ lông mi nhìn táo đỏ trong bát sứ một lúc, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân, dừng lại trong chốc lát, nói một chữ có.
Vốn chỉ đơn thuần muốn sinh động không khí một chút, nhưng lúc nghe được câu trả lời này của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân thật hứng thú nên nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt hiếu kỳ hỏi: "Anh không học được chuyện gì?" Tô Chi Niệm yên tĩnh nhìn Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, đáy lòng của anh lại yên lặng một hồi đáp: "Học không được, cách không yêu em." Anh dựa vào siêu năng lực của mình, đúng là chiếm được rất nhiều ưu thế, hơn nữa trí nhớ của anh cũng tốt hơn người thường một chút, học gì cũng nhanh, thật sự chính là học đến không gì không biết. Chính là chỉ có riêng một thứ anh không học được, đó chính là không học được cách không yêu cô. Cô có biết không, sau khi biết bí mật kia, anh từng cho cô một tờ chi phiếu, và một khắc anh rời khỏi nhà cô, anh thật sự đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không yêu cô nữa. Chỉ là một số tình yêu càng muốn tách rời lại càng rõ ràng hơn. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.